Hello, xin chào và mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì Cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile nhập vai lấy đề tài Tam Quốc, có tên gọi là Đấu Tam Quốc. Con game này đã ra mắt cách đây cũng khá lâu rồi và hôm nay mình có thời gian để mình trải nghiệm con game này. Các bạn có thể thấy là con game này nó sẽ chơi kiểu màn hình dọc nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game để xem là nó như nào. Nhìn sơ qua thì mình thấy là cái nhân vật game này là về đề tài Tam Quốc thì anh em biết rồi nhá. Nhưng mà nhân vật nó sẽ vẽ theo kiểu phong cách manga Nhật Bản ấy, cũng khá là hay ho đấy. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào game để xem con game này như nào. Ở đây thì có cả lồng tiếng Việt luôn. Ok, thì các bạn này chọn hình tượng nam hoặc nữ nhá. Mình sẽ chơi nhân vật nữ luôn đi. Cổ vàng này. Và chúng ta sẽ vào game để xem game này như nào nào. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều. Có vẻ như là một con game nhập vai chiến thuật thẻ tướng chăng. Đây, anh em sẽ có một cái đồ họa dạng 2.5D. Đề tài game về đề tài Tam Quốc thì quá là nhiều rồi anh em ạ. Thì mình cũng không phải nói nhiều nữa. Giọng voice, lồng tiếng thì cũng khá là đa dạng, rất là nhiều kiểu giọng khác nhau. Chọn hoa hùng này, hành quân này. Rồi chúng ta sẽ vào cài đặt tổ đội và chiến đấu. Tức là game này là một con game nhập vai chiến thuật kết hợp với yếu tố thẻ tướng nhá. Đó, các bạn có thể xây dựng chiêu mộ tướng, xây dựng đội hình đi chiến đấu và phát triển thành trì của anh em. Và chiến đấu xem nào. Game này nó sẽ chia hai nửa, một nửa bên ngoài là kiểu cảnh xa chiến đấu và bên trong là cận cảnh những cái nhân vật mình chiến đấu. Như kiểu các game khác thì ghi mà vào chiến đấu ấy thì nó sẽ mở một cái màn hình khác ra. Chúng ta vào chiến đấu như game này nó chia hai nửa ra. Cũng khá là hay ho nhỉ. Viên Thiệu này, Tào Tháo này. Anh em thấy là game này thì vẽ nhân vật theo kiểu phong cách manga Nhật Bản anh em ạ. Quan Vũ này. Nó sẽ khơi khác hình tượng của những cái theo kiểu phong cách Tam Quốc của Trung Quốc. Mà nó đây là kiểu Tam Quốc của Nhật Bản. Cài đặt này, chúng ta sẽ cho Quan Vũ ra trận nhá và chiến đấu. Và bên cạnh tướng thì anh em sẽ phải có binh lính đi cùng nữa để chiến đấu. Trưng binh và chúng ta sẽ vào chiến đấu nhá. Quan Vũ tiến lên này. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ chia hai nửa luôn. Một nửa bên trên là bên ngoài và trong là cận cảnh nhân vật nó chiến đấu. Phần hiệu ứng hình ảnh mình thấy là ok. Con game Đấu Tam Quốc này rất là ok luôn. Rồi chúng ta sẽ đi công thành chiếm thành. Đấy, sau này các cái trận quốc chiến nó cũng sẽ đông đông như này anh em này. Nhìn được nhỉ. Rồi chúng ta sẽ vào xem chiến trường này. Đây, chiến trường này. Uầy, làm rất lành tráng luôn. Mặc dù là game màn hình dọc nhưng mà làm rất lành tráng. Các bạn nhìn cực kỳ rộng luôn. Đấy, những cái cỗ máy nó bắn này. Phê nhở. Nhìn cái kiểu công thành này nhìn phê dã man luôn. Đấy, mặc dù là game màn hình dọc thôi nha. Nhưng mà cái phần hiệu ứng hình ảnh mình thấy khá là ok. Mình thấy con Đấu Tam Quốc này về phần hình ảnh nha, khá là ok. Lối chơi thì chắc phải chơi thêm một lúc để xem sao. Rồi, chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ. Như mình đã nói là dạng game nhập vai thẻ tướng kết hợp với yếu tố thẻ tướng anh em. Chắc chắn là anh em sẽ cần chiêu mộ tướng rồi. Đấy, nó sẽ tặng cho anh em các tướng mới này. Tặng cho mình 4 tướng tím luôn. Thế chân vào Tam Quốc, chúng ta sẽ chọn quốc gia Ngụy Thục Ngô. Mình sẽ chơi Ngụy đi, mình rất là thích Tào Tháo. Tào Tháo là quân tử đấy anh em. Thái Vân Cơ này. Đấy, bạn nào mà thích kiểu game Tam Quốc nhưng mà kiểu vẽ theo phong cách manga Nhật Bản thì sẽ thích lắm. Rồi chúng ta sẽ cho tướng ra trận nhá. Ra trận này. Các bạn có thể trưng binh này. Tối đa luôn. Đó, tức là có tướng nhưng mà vẫn phải có binh lính nhá. Đây là tòa thành các bạn này, sau này có thể xây dựng thêm các công trình và nâng cấp công trình. Rồi chúng ta sẽ đi chiếm tài nguyên nhá. Các ô đất thì nó sẽ chia theo dạng tổ ong ấy. Những cái lục giác. Và chúng ta sẽ đi chiếm từng cái đất một. Và sau này các bạn có thể xây dựng nhiều tổ đội nha. Và cùng một lúc thì có thể đi ra chiếm được nhiều vùng đất khác nhau, tùy vào cái tổ đội các bạn xây. Ban đầu này thì mình mới chỉ có một tổ đội thôi. Và một tổ đội là 3 tướng nha anh em nhé.
Mình khá là thích cái kiểu là chia hai màn hình như này. Tức là một cái ở bên ngoài, ở ngoài map, và một cái là ở bên trong. Thường các game khác thì nó sẽ hiện, khi mà vào chiến đấu nó sẽ hiện bên trong thôi, nhưng mà game này nó chia nửa ra ấy. Khá là khoái, khá là ok, thích cái phết kiểu nó lạ lạ ấy. Rồi, chúng ta sẽ đi chiếm tài nguyên này. Đó, kiếm tài nguyên, lấy về tài nguyên. Mở rộng lãnh thổ này. Đi làm nhiệm vụ nhá, nâng cấp nội chính vào thành. Đấy, sẽ có thành, trong thành chính này các bạn sẽ có phần nội chính nhá, nâng cấp lên. Sau này thì nâng cấp lên thì anh em sẽ mở khóa thêm các cái tòa nhà khác như kiểu xây kho này, xây lương thảo. Nó gồm 3 loại nhà: nhà nội vụ, nhà quân vụ và nhà chiến lược. Đây, mình sẽ nghiên cứu xây nhà lương thảo này, xây nhà kho này. Kiểu gì cũng phải làm, thế là mình sẽ làm luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi chiêu mộ võ tướng này. Thì phần võ tướng này các bạn sẽ có một số loại chiêu mộ, như là chiêu mộ thần tượng, tập hợp thần tướng này, tiêu yên tứ khởi này, danh tướng trung thành. Đó. Và đây, danh sách tướng anh em có thể nhận được nhá, 43 tướng, cao nhất là tướng tím mà. À đây, tướng cam nữa này. Đó, mỗi loại thì nó sẽ có một cái chiêu mộ khác nhau. Đây, tướng cam này. Tướng cao hình như là cao nhất ở trong cái game này thì phải. Ừ, như vậy tướng cam là cao nhất nhá. Và đây, chúng ta sẽ có phần tỷ lệ này. Chiêu mộ thần tướng thì 9,7% nhận võ tướng 5 sao. Ôi, cao phết nhỉ. Thiên hạ đại đế, chiêu mộ danh tướng thường thì là 0,5% nhận tướng 4 sao. Nói chung là thường thì anh em sẽ chiêu mộ cái phần danh tướng này thì lởm, thì đừng chiêu mộ. Chiêu mộ quan trọng nhất là vẫn là mấy cái như kiểu là tập hợp thần tướng và tiêu yên tứ khởi này, thì ra tướng xịn xò hơn. Đấy, nó có tỷ lệ, và 97% là một tỷ lệ mình thấy là cũng khá là cao. Đây, nhiệm vụ thì cũng có nhiệm vụ chủ tuyến này, nhiệm vụ phụ tuyến này, nhiệm vụ trận doanh. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi chiêu mộ thôi. Đây, sẽ chiêu mộ thêm một tướng mới này, vẽ vòng ra. Vương Lãng. Đấy, sau này các bạn có thể nâng cấp nhá, tăng sao, tiến bậc, mặc trang bị cho võ tướng các bạn. Nhận thưởng này, ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ mở, nhiệm vụ cốt truyện ấy. Nói chung là game cũng khá là dễ chơi thôi, cũng không có gì đâu. Và với việc là có tiếng Việt thì chơi nó cũng là một cái cũng khá là đơn giản. Tăng nội chính này, lại vào thành tăng nội chính ấy. Các bạn sẽ cần nguyên liệu nhá. Nguyên liệu thì sẽ kiếm thông qua việc là treo máy, xây các cái công trình, nhận quà, nhận tài nguyên. Đấy, và việc nâng cấp này nó sẽ có thời gian nhá. Nâng cấp xưởng gỗ này, nâng cấp khoáng này, nâng cấp lấy đá này. Đó, ban đầu thì thời gian xây dựng nó khá là nhanh thôi, sau nó mới lâu ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục đi chiếm điểm này, công thành. Đó, hiện tại là mình mới chỉ có một đội hình thôi, thiếu binh chủng là anh em sẽ phải bổ sung binh lính nhá. Bạn nào mà hay chơi dạng game nhập vai chiến thuật thì mình nghĩ là cũng khá là dễ làm quen với con game đầu Tam Quốc này thôi. Cái điểm ấn tượng nhất của mình chắc là về đồ họa. Còn về cách chơi thì mình thấy là cũng không có gì quá là khác biệt nhá. Đây, trong lúc nhân vật chiến đấu anh em hoàn toàn có thể ấn ra ngoài bên ngoài này. Đó, rất là tiện luôn. Tiếp tục công chiếm. Đây, hệ thống này. Phần cài đặt này thì chưa phải là cao nhất nhá. Các bạn là mình đang chơi giả lập ấy, để cao nhất sợ là nó hơi giật tí. Đó, vẫn được, vẫn được. Ủa, sao công chiếm này lâu nhỉ? À đây, nó phải đợi. Đây, nhận đá này. Rồi, lại trả nhiệm vụ tiếp. Đấy, ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ để lên cấp đã. Rồi, mở khóa tính năng mới. Thăng cấp nội chính này. Tuyển 100 quân dự bị, hỏi đáp một lần với. Đây, chúng ta có phần điểm danh nhận quà này.
Thảo phạt. Oh, cái địch tấn công. Thảo phạt. Bổ sung binh lực. Cài đặt quân đội. À, game này nó có binh chủng. Và binh chủng thì nó có sự khắc chế nha anh em nhá. Đây, ví dụ như là thuẫn binh khắc bị kỵ binh khắc chế này, thương binh thì bị cung binh khắc chế này, kỵ binh thì bị thương binh này, cung binh thì bị thuẫn binh, và khí giới thì bị khắc bởi các cái binh chủng khác. Khí giới thì dùng để công thành anh em nhá. Khắc chế cung binh khí giới. Đấy, ví dụ như là mình đang dùng thuẫn binh thì mình chọn sang thương binh chẳng hạn, ví dụ thế. Ví dụ bên kia là thương đúng không? Mình sẽ thương thì bắt thương cung binh, thuẫn binh, thương binh thì bị cung binh khắc chế, mình chọn cung binh. Đấy, chuyển sang cung binh. Rồi. Xuất trình. Có cả trả lời gì đây? Ồ, được nhận cái gì? Ô, được nhận. Ô, mình chọn Thái Văn Cơ thôi. Được tặng tướng luôn à? Ngon. Ở đây có phần phúc lợi này. Các bạn có một số cái hoạt động trong game nhá, sự kiện trong game thì anh em có thể tham gia. Đấy, mình thích nhất là kiểu nó chia nửa màn hình. Tuy là hơi giật một tí, chắc là do giả lập thôi, nhưng mà khá là hay, tiện. Thả phạt tiếp này, đánh tiếp. À, các bạn phải đợi lính nó về rút lui về nhà thì mới có thể thả phạt tiếp. Sau này anh em có nhiều đội hình thì nó sẽ khác. Cùng lúc các bạn có thể xuất binh nhiều tướng được, nhiều đội hình tướng được. Nói chung là mình thấy là cái con đấu tam quốc này nó cũng khá là dễ chơi thôi. Đặc biệt với bạn nào mà hay chơi dạng game nhập vai chiến thuật thể tướng ấy thì nó cũng không có gì quá là phức tạp cả. Thêm nữa là game hướng dẫn nó cũng khá là kỹ. Con game này nó sẽ tập trung nhiều vào việc các bạn đi chiêu mộ tướng, xây dựng đội hình và nâng cấp tướng. Bản chất nó vẫn là như vậy thôi. Chứ còn yếu tố chiến thuật nó cũng chỉ là một phần ở cái việc là các bạn điều tướng đi chiến đấu như thế nào thôi. Và thêm nữa thì anh em sẽ có phần xây dựng các công trình ở trong thành của bạn. Đấy, nó sẽ là một sự khác biệt so với những con game thuần thể tướng khác. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là việc các bạn có tướng ngon, nâng cấp tướng lên để chiến đấu. Tuyển 100 quân dự bị này. Đấy, chúng ta sẽ đi trưng binh, chiếm điểm tài nguyên này, tiếp tục công chiếm, chọn tướng, bổ sung binh lực. Binh lực rất là quan trọng nha. Tức là có tướng thì phải có lính đánh cùng, tướng chỉ là chỉ huy thôi. Đấy, đánh vậy thôi. Các hoạt động hàng ngày làm nhiệm vụ trong game này, nhận thưởng này. Không biết là chơi trên điện thoại thế nào, nhưng mà chơi ở trên trên giả lập này này, phông chữ nó hơi bé một tí. Sau này game nó sẽ có thêm những cái tính năng dạ công thành chiến nhá, kiểu cho người chơi tương tác với nhau ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở level thấp nên nó cứ từ từ bình tĩnh thôi. Sau này có tính năng quốc gia này, đó mình có thể vào quốc gia rồi thăng quan, khoa kỹ, thế lực, kiến trúc đó. Ở đây là mình vì là mình vào phe Ngụy rồi đó, mình sẽ phải đóng góp cho quốc gia của mình. Ở đây là phần sảnh chính này đó. Võ kỹ, nó sẽ có thêm một phần võ kỹ nữa, là kiểu dạng kỹ năng bổ trợ ấy. Rồi chúng ta sẽ rút lui. Rút lui về thì mới đánh được tiếp được. Rồi tiếp tục chiến đấu này. Đấy, lại chọn tướng. Đơn giản vậy thôi, sau này nhắc lại một lần nữa thì anh em có thể xây dựng nhiều đội hình ấy. Ví dụ cùng một lúc mình đánh điểm A, cùng một lúc mình lại cử đội khác đi đánh điểm B, kiểu như vậy. Ok, thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game nhập vai
chiến thuật thẻ tướng có tên gọi là Đấu Tam Quốc nhá. Bạn nào mà quan tâm thì có thể tải game, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.